Bị chê ăn mặc hở hang dù mới 14 tuổi, Phương Mỹ Chi đã biết đáp trả mỉa mai người hâm mộ. Sau khi một người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối về việc ăn mặc già so với tuổi 14, Phương Mỹ Chi đã đáp trả. Vốn được khán giả yêu mến từ chương trình Giọng Hát Việt Nhí năm 2013, Phương Mỹ Chi đã đóng đinh trong mắt mọi người với hình ảnh giản dị trong sáng cùng những bài hát dân ca ngọt ngào. 4 năm kể từ sau khi giành giải Á quân Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi đã có nhiều sự thay đổi. Sự nghiệp âm nhạc tương đối thuận lợi. Chị Bảy còn nhận được nhiều lời khen ngợi về kết quả học tập. Tuy nhiên, tài năng nhỏ tuổi này thường xuyên vướng vào những rắc rối về trang phục khi nhiều khán giả cho rằng cô bé đang chọn hướng ăn mặc không phù hợp với tuổi 14. Mới đây, bức hình Phương Mỹ Chi mặc áo crop top quần jean ngắn trong một kỳ nghỉ mà em đăng trên trang cá nhân đã nhận được nhiều phản hồi trái chiều từ cư dân mạng. Phương Mỹ Chi nhận được một lời bình luận chê bai từ phía người hâm mộ. Không còn Mỹ Chi hồi xưa nữa, tôi chỉ thích cô bé sống đúng lứa tuổi của mình, em đã già trước tuổi buồn thay. Phản pháo lại nhận xét này, giọng ca Quê Em Mùa Nước Lũ bày tỏ, không cần buồn thay đâu chị, em đang vui mà, chị nhìn chị ở quá khứ cũng thấy không giống chị bây giờ thôi. Theo lời nhiều người yêu mến chị Bảy, họ yêu Phương Mỹ Chi bởi hình ảnh một cô bé duyên dáng, hát dòng dân ca giản dị ngây thơ. Việc Mỹ Chi lớn dần, biết làm điệu và bắt nhịp được xu hướng giới trẻ là điều hợp quy luật. Tuy nhiên, vấn đề là bé mới chỉ 14 tuổi và cách ăn mặc Mỹ Chi đang lựa chọn lại khiến em đánh mất hình ảnh tuổi thơ. Trước nỗi tiếc nuối của người hâm mộ, Phương Mỹ Chi đáp, không cần buồn thay đâu chị, em đang vui mà. Chị nhìn chị ở quá khứ cũng thấy không giống chị bây giờ thôi. Có thể thấy, dù được góp ý từ khán giả và người hâm mộ, nhưng Phương Mỹ Chi vẫn một mực đi theo sự lựa chọn của bản thân. Trong một cuộc phỏng vấn, Mỹ Chi cũng thừa nhận rằng mình đã lớn và không còn là cô bé hát dân ca như ngày xưa. Phương Mỹ Chi là giọng ca dân gian tài năng của làng nhạc Việt Nam. Cô bé gây ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả trong cuộc thi Giọng Hát Việt Nhí. Sau này bước ra khỏi cuộc thi, Phương Mỹ Chi vẫn tiếp tục đam mê ca hát song song với việc học tập. Chuyện Hoa hậu Phương Nga đòi vào phòng ông Dương Kỳ Anh. Nhà thơ Dương Kỳ Anh, tên thật là Dương Xuân Nam, cha đẻ của các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, từng có ấn tượng mạnh với Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga. Thông tin Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam hôm 19 tháng 3 để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên tới 16 tỷ đồng đang gây xôn xao dư luận. Biết tin Trương Hồ Phương Nga bị bắt, nhà thơ Dương Kỳ Anh nhớ lại ấn tượng mạnh khi tiếp xúc với cô trong thời gian ông làm trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt khu vực năm 2007. Theo ông Dương Kỳ Anh, Trương Hồ Phương Nga là một người đẹp bản lĩnh, nhưng các số đo và chiều cao chưa đạt chuẩn nên chỉ nằm trong top 10 Hoa hậu Thế giới Người Việt khu vực năm ấy. Một kỷ niệm mà nhà thơ không thể quên về Phương Nga là cô đã gõ cửa phòng ông lúc nửa đêm trước ngày thi chung kết và đòi vào phòng nói chuyện. Dù vậy, để tránh vi phạm những quy chế của ban giám khảo đặt ra, đồng thời đảm bảo tính khách quan, ông Dương Kỳ Anh đã mời cô ra về. Ông hẹn sáng hôm sau gặp nhau tại phòng họp khi có mặt các thành viên ban giám khảo. Trước mặt ban giám khảo, Phương Nga bày tỏ thái độ không đồng tình vì nghe ai đó nói giám khảo sẽ phát trước câu hỏi ứng xử cho các thí sinh. Chúng tôi trò chuyện, giải thích cho cô hiểu rằng đây chỉ là tin đồn. Tôi cũng nói với cô rằng các câu hỏi ứng xử đều là những câu hỏi mở, ai cũng có thể trả lời được. Người thông minh thì trả lời hay hơn, ông Dương Kỳ Anh nhớ lại. Tuy nhiên, trong lá đơn gửi luật sư Trần Đình Triển ngày 23 tháng 3, 2015, nhờ bào chữa giúp vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của con gái, bà Hồ Mai Phương, mẹ Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã phản bác lại thông tin này. Bà Mai Phương khẳng định thông tin Trương Hồ Phương Nga gõ cửa phòng một vị trong ban giám khảo lúc nửa đêm, cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007 để đòi vào phòng nói chuyện là hoàn toàn không chính xác. Bà Mai Phương viết, một tờ báo khác đăng ông cụ tổng biên tập báo Tiền Phong nói rằng con tôi xin vào phòng để gặp ông trong cuộc thi Hoa hậu ở Nga. Đây là việc bịa đặt. Hai mẹ con tôi khi đó ở cùng một phòng. Sáng sớm trước khi thi, thì ông ngồi ăn sáng ở bàn bên cạnh đến chào hỏi mẹ con tôi và tự giới thiệu ông ta từ Việt Nam sang, làm trong ban giám khảo. Lúc đó mẹ con tôi mới biết ông ta. Đáp lại trao đổi trên báo chí, ông Dương Kỳ Anh khẳng định, tôi không nói xấu gì cô Hoa hậu đó cả, tôi chỉ kể lại chuyện cô ấy có đến gõ cửa phòng tôi nhờ giải đáp một số thắc mắc, chuyện cũng xảy ra nhiều năm nay rồi, tôi không muốn nhắc lại.
Một số trang báo lại đưa tin, đó có thể không chính xác, những thông tin không chuẩn thì người đưa tin phải chịu trách nhiệm. Bài tôi viết đã 7 năm rồi, nếu thông tin đó là sai, tại sao bà Mai Phương và cô Phương Nga không phản ứng từ lúc đó mà bây giờ mới lên tiếng, ông đặt câu hỏi. Những khả năng nào xảy đến với Hoa hậu Phương Nga trong phiên tòa tới? Ở một số nền tư pháp quốc tế, luật sư của hai bên sẽ tranh luận trực tiếp với nhau tại tòa. Bên nào đưa ra được chứng cứ chứng minh cho lập luận của mình, đồng thời người làm chứng cung cấp thông tin sự việc, khách quan, trung thực làm rõ tình tiết vụ án là có thật, khi đó hội đồng xét xử thấy khách quan sẽ chấp thuận và tuyên án. Như báo Gia đình và Xã hội đưa tin, ngày 29 tháng 6, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung, hai người bị cáo buộc tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại Cao Toàn Mỹ, người được cho là tình cũ của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga qua một hợp đồng tình ái. Hoa hậu Phương Nga và Thùy Dung được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra bổ sung khi tòa đã quyết định trả hồ sơ. Điều gì có thể xảy ra tiếp theo với những nhân vật chính của vụ án gây xôn xao dư luận này? Khả năng tiếp theo đến với Trương Hồ Phương Nga có lợi hay bất lợi? Phóng viên báo Gia đình và Xã hội đã có cuộc trao đổi với luật sư Lê Văn Khương, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Theo luật sư Khương, sẽ có hai khả năng xảy ra. Thứ nhất, nếu những lời khai trước tòa của Phương Nga cùng với những bằng chứng mà luật sư của bị cáo đưa ra chứng minh cho những lời khai này đúng là sự thật và khách quan, đồng thời không còn yếu tố lừa đảo, không có sự việc phạm tội hoặc hành vi phạm tội không cấu thành tội phạm, thì cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định đình chỉ vụ án. Đồng thời, luật sư chứng minh được việc khởi tố vụ án ban đầu là sai, dẫn đến việc Phương Nga bị ngồi tù oan trong suốt thời gian dài, thì có thể yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, thứ hai, nếu trong quá trình điều tra bổ sung, những tài liệu chứng cứ mà luật sư của Phương Nga không chứng minh được những lời khai của bị cáo là đúng sự thật và khách quan với các tình tiết của vụ án, thì Phương Nga vẫn có thể bị truy tố tiếp. Đồng thời, luật sư của Mỹ chứng minh được việc Phương Nga nhận tiền để mua nhà như hồ sơ điều tra trước đây, thì vụ án sẽ đi theo hướng kết tội Phương Nga như cáo trạng đã đề nghị. Xét về mặt tố tụng và những diễn biến tại phiên tòa, có thể thấy ở đây có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Do đó, không phải xem xét đến vai trò của điều tra viên khi điều tra vụ án ban đầu. Nếu có đủ chứng cứ chứng minh được tính không khách quan trong quá trình điều tra, thì điều này ảnh hưởng đến toàn bộ tính chất của vụ án. Về việc điều tra bổ sung thì các cơ quan có thẩm quyền cứ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Còn lời khai của các bên liên quan có bằng chứng chứng minh thì không sẽ phụ thuộc vào việc hội đồng xét xử đánh giá hồ sơ. Hơn nữa, luật sư của cả Phương Nga lẫn Cao Toàn Mỹ luôn thủ cho mình các chứng cứ, tới thời điểm thích hợp họ mới tung ra. Bởi lẽ, việc đưa ra chứng cứ chứng minh đều được đưa ra bất cứ lúc nào trong giai đoạn xét xử. Ở một số nền tư pháp quốc tế, tòa sẽ để cho hai luật sư hai bên tranh luận với nhau, bên nào đưa ra được chứng cứ, chứng minh cho lập luận của mình, đồng thời người làm chứng cung cấp thông tin sự việc, khách quan, trung thực, làm rõ tình tiết vụ án là có thật, khi đó hội đồng xét xử thấy khách quan sẽ chấp thuận và tuyên án. Xét trong trường hợp vụ án Trương Hồ Phương Nga, nếu hội đồng xét xử cứng thì có thể tuyên vô tội cho bị cáo trước tòa. Có thể nói, việc tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì có khả năng kết tội rất cao, bởi lẽ điều tra bổ sung chỉ làm rõ cái mà người ta muốn kết tội trước đó. Những vụ kiện đình đám như Xuân Hương Trang Trần ở Showbiz Việt. Mới đây, sự việc của người mẫu Trang Trần bị nghệ sĩ Xuân Hương kiện về hành vi vi phạm pháp luật hình sự, làm nhục xâm phạm danh dự nhân phẩm người khác đã nhận được sự đồng tình của nhiều người. Nhưng đây không phải lần đầu tiên các nghệ sĩ Việt dính phải các vụ tranh chấp và kiện tụng. Hồng Quế bị kiện vì đánh người. Hồng Quế từng bị một người tên là Tạ Hoàng Tâm tố cáo đánh người. Theo chị Tâm, Hồng Quế và ca sĩ Quế Vân đã có hành vi đánh chửi hội đồng với cô bên ngoài quán bar tại Hà Nội. Sau khi xảy ra sự việc, chị Tâm đã tới công an để trình báo sự việc. Scandal đánh người này đã làm cho tên tuổi của Hồng Quế trở nên không còn đẹp trong mắt người hâm mộ. Sự nghiệp người mẫu của người đẹp này cũng đã vì thế mà đi xuống. Trả lời báo chí, Hồng Quế cho biết cô chỉ can ngăn chứ không đánh người. Tuy nhiên, gia đình chị Tạ Hoàng Tâm không chấp nhận lời biện hộ và liên tục đưa ra những bằng chứng để kiện Hồng Quế,
cuối cùng Hồng Quế cũng phải chấp nhận xin lỗi. Mỹ Tâm và vụ kiện thù lao tiền tỷ. Mỹ Tâm từng gửi văn bản đến Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam và một số công ty dịch vụ viễn thông, mạng điện thoại di động thông báo việc thanh toán thù lao quyền liên quan, tức quyền của người biểu diễn trong các bản ghi âm, ghi hình gọi tắt là quyền của người biểu diễn. Trong số 11 đơn vị nằm trong thông báo của ca sĩ Mỹ Tâm, có 10 đơn vị đã đồng ý bồi thường, sau đó Mỹ Tâm đưa toàn bộ số tiền có được nhờ kiện tụng này vào quỹ từ thiện Nâng bước ngày mai do chính cô sáng lập. Hành động này của Mỹ Tâm được nhiều fan hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình. Phương Thanh kiện blogger cô gái đồ lông. Ca sĩ Phương Thanh từng làm đơn lên Tòa án Nhân dân quận Bình Thạnh kiện hot blogger cô gái đồ lông vì những phát ngôn trên trang cá nhân của cô xoay quanh live show mưa của Phương Thanh được tổ chức vào năm 2007. Theo đó, blogger này cho rằng live show của Phương Thanh thưa thớt người xem, thậm chí ngay cả khi bảo vệ đã mở cửa miễn phí cho người xem. Tuy nhiên, phần thắng của vụ kiện đã không nghiêng về Phương Thanh, blogger kể trên đã trắng án sau phiên tòa. Nghệ sĩ Xuân Hương kiện Trang Trần vì bị xúc phạm. Trong một lần livestream, cụ người mẫu Trang Trần đã buông những lời thóa mạ dành cho nghệ sĩ Xuân Hương. Theo đó, cô cho rằng nghệ sĩ này đã vào Facebook của mình và bình luận cho rằng cô là vô văn hóa. Vụ việc được đẩy cao tới đỉnh điểm khi nghệ sĩ Xuân Hương cho biết sẽ kiện Trang Trần ra tòa. Thế nhưng, phản ứng của Trang Trần khiến nhiều người bất ngờ khi cô thách thức nghệ sĩ Xuân Hương, cứ kiện đi. Nhiều khán giả phải lắc đầu ngao ngán với những ngôn từ lệch chuẩn của cụ người mẫu, chủ quán bún đậu mắm tôm Trang Trần.